đường xuống thác Ba Sĩ Măng Đen, xung quanh là rừng. Đó, các bạn thấy không? Rừng không mà là rừng. I'm sweating. Cầm đi cu. Cái kia là rừng. Đó là tờ rừng. Tờ rừng. Thích quá. Ấy cái này nó phải xẻ đồi ra để làm đường đúng không? Ờ. Đây là hai bạn. Xuyến Đại Hiệp với Trang Tiểu Hơn. Xuyến sơ muối được Trang. Đấy.